Ở đây là hệ thống màn hình LED B2.5, rất là sắc nét, rất là rõ nét. Màn hình cong 21 mét vuông, đèn beam 230 4 cây và đèn LED 18 bóng 13 cây. Ở đây thì âm thanh thì quý vị thấy gắn rất là gọn đúng không ạ? Đây là một cặp loa Anyway, dòng loa Kolum. Thì tiếng rất là tuyệt vời, dễ chịu. Khang Phú Đạt Audio cam kết sản phẩm nhập khẩu chính hãng, bảo hành trong 24 giờ, đổi mới linh kiện không sửa chữa, bảo trì định kỳ 6 tháng một lần. Khang Phú Đạt Audio luôn đồng hành cùng khách hàng. Hello, xin chào tất cả quý vị đã trở lại kênh YouTube của Audio Khang Phú Đạt. Và ngày hôm nay thì anh em marketing Audio Khang Phú Đạt chúng tôi đang có mặt tại thành phố Bà Rịa Vũng Tàu, tại Phước Thuận Bà Rịa Vũng Tàu, để lắp đặt một hệ thống âm thanh màn hình LED và ánh sáng tại resort Hồ Tràm. Không gian ở đây thì khá là rộng rãi, khá là đẹp. Đây là cái cổng chính của resort Hồ Tràm. Đây là cổng chính. Thì công trình này thì đang bắt đầu đi vào hoàn thiện. Thì hệ thống âm thanh cũng như màn hình LED cũng như ánh sáng thì chúng em đã lắp lên rồi. Và bây giờ thì xin mời quý vị cùng theo chân em vào bên trong để khám phá coi là Audio Khang Phú Đạt đã tư vấn và lắp đặt những thiết bị như thế nào nhé. Ở đây là hệ thống màn hình LED B2.5, rất là sắc nét, rất là rõ nét luôn quý vị. Màn hình cong 21 mét vuông. Với trên thì hệ thống đèn LED và đèn beam. Đèn beam 230 4 cây và đèn LED 18 bóng 13 cây. Đấy, thì anh em đang căn chỉnh lại một xíu nữa để lên cái hệ thống ánh sáng âm thanh màn hình LED cho tất cả quý vị cùng xem qua cái chất lượng của những dòng sản phẩm này. Đấy. Anh em đang test ở resort Hồ Tràm này thì tất cả hệ thống tòa nhà thì đều làm bằng kính hết. Đấy. Và đang rất là sáng nên anh em test ánh sáng thì nó sẽ màu nó sẽ không được đẹp nha quý vị. Đấy, phía trước mặt quý vị đây là bãi biển khá là đẹp. Đấy. Ở đây mà có tiền mà sở hữu được một căn nhỏ nhỏ ở đây thì cũng rất là khủng khiếp. Đây, anh em đang căn chỉnh lại một xíu sẽ lên ánh sáng. Ở đây thì âm thanh thì quý vị thấy gắn rất là gọn đúng không ạ? Đây là một cặp loa Anyway, dòng loa Kolum. Thì tiếng rất là tuyệt vời, dễ chịu. Cái không gian này chủ yếu là để tiếp sách, tiếp khách và để làm các chương trình party của resort Hội Tràm. Đấy, và còn một hệ thống âm thanh lớn nữa thì khi nào mà có chương trình lớn thì bên resort với mang ra để phục vụ những cái chương trình ca nhạc. Đấy, còn đây là chỉ gắn một cặp loa này lên chỉ để nghe nhạc. Đấy, và tiếp khách ở sảnh đây. Tất cả bàn ghế thì cũng chưa được bày ra. Cái không gian ở đây thì đang đi vào cái hoạt động, đang đi vào cái hoàn thiện. Đó, đang đi vào cái hoàn thiện nên là chưa bày biện ra, rất là bụi. Xin chào tất cả quý vị. Thì vừa rồi thì bên anh em kỹ thuật của công ty Audio Khang Phú Đạt đã vừa test hệ thống âm thanh, ánh sáng như là màn hình LED. Chúng em vừa test xong. Trước mặt quý vị đây là hệ thống màn hình LED B2.5 và
làm hiệu ứng trên sân khấu này. Đấy. Đây là tất cả hệ thống âm thanh ánh sáng mảnh LED mà bên công ty Audio Khang Phú Đạt cung cấp và phân phối cho bên resort Hồ Tràm tại thành phố Bà Rịa Vũng Tàu. Và quý vị thấy video này hay thì hãy để lại cho em một đăng ký kênh, một nút like để chúng em ra những cái video mới hơn để phục vụ tất cả quý khách. Và quý khách muốn mua những sản phẩm thì chúng em sẽ để cái số điện thoại bên dưới đường link, thì quý vị hãy liên hệ để chúng em được tư vấn nhiệt tình hơn, chu đáo hơn, tận tình hơn. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video lần sau.